Tử Vi tuổi Hợi tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý cô bác và anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về vận trình của các gia chủ tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Hợi sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao? Xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi tổng quan tử vi tuổi Hợi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng đen đủi đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần chú ý. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Quý Tỵ, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và mệnh chủ Ất Hợi sinh năm 1995. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 27 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 và chủ Tân Hợi và mệnh chủ Tân Hợi sinh năm 1971. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 11 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Tỵ, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất, ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khai Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được các trợ lý hỗ trợ. Sự nghiệp, quan vận. Trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của bản mệnh lên xuống khá bấp bênh. Bạn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn xảy đến. Đừng trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác. Hãy tạo hình ảnh xấu cho bản thân. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được những bước tiến trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức, tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Lời khuyên cho người tuổi Hợi là không nên hành động theo cảm tính, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời, mà làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Nên lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay và làm bất cứ việc gì. Để giúp tôi hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần rộng mở, quý anh chị tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế sẽ hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo có tác dụng làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Hai vật phẩm sẽ hộ thân, bảo vệ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp, tài vận, tiền bạc. Trong tháng 11 âm lịch, bản mệnh sẽ gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời
thậm chí còn để bị thương, bạn bè hãm hại, chịu tổn thất lớn, trong khi các việc đầu tư, kinh doanh, con giáp này sẽ bị đối thủ cạnh tranh giành trước cơ hội. Cuối tháng 11, bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc trên phương diện tài lộc. Bạn có thể mắc phải sai sót khiến sự nghiệp, công việc làm ăn gặp rắc rối, phải tiêu pha tiền bạc để giải quyết những sai sót mà mình gây nên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, tăng thêm tài lộc, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vừa trội. Về tình duyên, tháng 11 âm lịch, vận đào hoa của tuổi Hợi khá vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay nữ, thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bản mệnh sẽ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Những người đã có gia đình, chú ý có thể xảy ra mâu thuẫn không đáng. Cần ngồi lại với nhau, trò chuyện, cùng nhau giải quyết các vấn đề khúc mắc. Đồng thời, để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, Hợi, Mão, Mùi để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, tăng hòa hợp. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch có dấu hiệu cho thấy con giáp tuổi Hợi khá lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn mải chạy theo những điều hư vô trong cuộc sống nhưng bỏ quên đi người quan trọng nhất, đó là chính mình. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí là vật phẩm hộ thân, hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tử vi tháng 11 cho từng tuổi. Thứ nhất, tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947. Những gia chủ tuổi Đinh Hợi vào tháng này khá nhiều niềm vui. Có điều, bản mệnh cần chú ý đến phương diện sức khỏe của mình hơn. Còn có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, phương pháp rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Bản mệnh tuổi đã cao, cần có sự quan tâm, bầu bạn của con cái. Tuy nhiên, không nên quản lý hay yêu cầu con gái quá chặt chẽ. Nếu có nhiều thời gian, bản mệnh có thể tham gia các hoạt động tập thể, tăng cường, giao lưu, trò chuyện với những người có cùng độ tuổi. Bản mệnh tránh đi xa một mình, khi đi cần phải có người đi cùng, hết sức cẩn thận, tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Thứ hai, tuổi Kỷ Hợi 1959, bước sang tháng 11 âm lịch là một tháng bình ổn với người tuổi Kỷ Hợi. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những chuyện không mong muốn xảy ra. Bản mệnh cần phải chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những khó khăn trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực. Người tuổi Kỷ Hợi nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để tăng vận khí cho bản thân, tốt cho sức khỏe. Thứ ba, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Trong tháng này, người tuổi Tân Hợi gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp đỡ cộng với sự vươn lên cố gắng không ngừng nghỉ nên bản mệnh có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối tháng, tuổi Tân Hợi sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi, cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Chính vì vậy mà bản mệnh nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ thứ tư, tuổi Quý. Thứ tư, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng Mậu Tý, người tuổi Quý Hợi sẽ có những niềm vui nhỏ, bất ngờ từ gia đình. Đó là nền móng, là động lực để bạn hoàn thành tốt các công việc được giao, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp từ những sự cố gắng. Bên cạnh đó, bản mệnh không nên nóng nảy, coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để tăng thêm may mắn, tài lộc. Năm, tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Bước vào tháng 11 âm lịch, những người sinh năm Ất Hợi còn trẻ tuổi có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có được cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Về chuyện tình cảm, tháng này cảm xúc của người tuổi Ất Hợi không ổn định, cho nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng.
hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Nhưng gia chủ tuổi Ất Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc dẫn đến bạn thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Ất Hợi cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công để có thể phát triển một cách thuận lợi và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp. Thì các gia chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ 6, tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007. Tháng này là một tháng khá may mắn và thuận lợi với những người sinh năm Đinh Hợi. Sự nghiệp học tập của bản mệnh không gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên bản mệnh cũng không nên có thái độ lơ là, coi thường mà cần phải cố gắng không ngừng. Về vấn đề sức khỏe, tuổi Kỷ Hợi đang bước vào giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Vì vậy, cha mẹ cần phải quan tâm đến con nhiều hơn, theo những suy nghĩ đúng đắn, sắp xếp lại thời gian biểu một cách hợp lý. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Đinh Hợi hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn, cũng như giúp cho việc học tập được gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng mọi người luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!